Yêu trước ngày cưới. 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Thẻ nhà của anh, em gửi lại cho anh. Chủ nhật cũng là nhà của anh mà. Em chỉ là người ở kế thôi. Mà có vẻ ở hơi lâu. Xin lỗi anh nha. Vậy bây giờ em ở đâu? Anh không cần phải lo cho em. Em ở chung với Ngọc Minh. Mình cũng muốn mời anh đi ăn. Nhưng mà em chưa thấy thoải mái lắm. Để lần sau ha. Em đi đây. Anh không cần tiễn em đâu. Em biết là anh không nỡ xa em. Em sẽ để lại đây vài món làm tinh, được chưa? Nè, nè. Cho anh hết cái túi luôn đó. Vừa lòng anh chưa? Ừ, vừa như ý. Em đi được chưa? Đi nha. Ừ. À, khoan. Gì nữa? Anh biết là em rất tốt với Nhật Phương. Nhưng mà cho cô ấy 24/7 thôi. Còn anh 3/7 chủ nhật nhá. Ok nhá. Hứa với anh nè. Ừ. Được chưa? Được. Vậy em đi nhá. Ừ. Bye bye. À, khoan. Cuối cùng là muốn cái gì nữa hả? Còn một việc nữa. Đợi xíu. Gì vậy? Em tự mở ra xem đi. Mày trò như thế đây. Sổ tiết kiệm hả? Đưa cho em làm gì? Anh công bằng lắm. Anh bắt em để lại một đống đồ để anh cảm thấy an toàn. Thì cho có qua có lại. Anh cũng đưa em vài thứ để làm tin. Vài thứ của anh là hai cuốn sổ tiết kiệm này hả? Bên trong còn có thẻ ngân hàng nữa đấy. Thẻ đen luôn hả? Tại trời ơi. Triệu. Tỷ. Chục tỷ. Sao anh có nhiều tiền quá vậy? Thì anh là rich kid mà. Em quên à? Anh bị điên rồi hả? Rich kiểu gì? Crazy rich thì có chứ. Tự nhiên đưa cho em một đống sổ tiết kiệm, một đống tiền vậy. Bộ không có sợ em là đứa đào mỏ ôm hết tài sản anh bỏ trốn luôn hả? Cũng được mà. Mà nhớ ôm anh theo nhá. Lê Đắc Lực, em nói cho anh biết trước nha. Em không phải là một đứa ham tiền. Nhưng mà nếu anh đưa sổ tiết kiệm với thẻ ngân hàng cho em giữ, em giữ thiệt đó. Không hối hận chứ? Không. Anh chắc chứ? Chắc. Đi đi. Tôi đi à? Ừ. Đi đó. Ờ. Này, đến nơi nhớ gọi cho anh nhá. Ừ. Ở nhà ngoan nhá. Ừ. Đi đó. Ừ. Bye bye. Bye. Em biết, khoảnh khắc này là điều anh muốn từ khi bắt đầu theo đuổi em. Nhưng bây giờ, nó cũng là điều em muốn. Nhưng em phải thành thật nói với anh rằng, chúng ta không thể ở bên nhau. Vì ở bên nhau chỉ nên có hai người, bốn người thì quả là quá nhiều. Kiểu tình yêu này nếu tiếp tục sẽ không vui vẻ chút nào. Huy Hoàng, em thừa nhận em thích anh, rất thích anh. Anh có khi thì mạnh bạo, có lúc lại dịu dàng. Khi thì lịch thiệp khách sáo, lúc lại áp đặt xuồng giã. Anh khiến người khác không thể nào nắm bắt được. Anh khiến em từ tò mò trở thành thích anh. Thích đến mức bỏ cả mối tình đang có của mình. Không phải em oán trách. Em cũng không hề hối hận. Em chỉ không muốn tự mình trói buộc mình suốt đời. Em muốn thay đổi. Em muốn sống thoải mái. Em muốn là một cô gái vui vẻ.
Em không muốn thuộc về ai. Dù là yêu hay hận, em cũng muốn bản thân mình là người chủ động. Dù là yêu hay ghét, em cũng muốn học cách thành thật với bản thân mình. Yêu thương bản thân mình trước đã. Em thật lòng hy vọng khi nâng cấp mình lên thành Nguyễn Nhật Phương 2.0, em có thể dùng phiên bản không chút áp lực đó để đến với anh. Như vậy sẽ công bằng với anh hơn. Sao em lại ở đây? Anh cứ tưởng em... Em nghe Thi nói rồi. Anh ổn không? Anh không ổn chút nào hết. Anh rất muốn gọi cho em, nhưng mà anh sợ làm phiền em. Anh biết là muốn quên đi những chuyện đã xảy ra, nên là anh sợ. Chỉ cần em nhìn thấy tên của anh trên điện thoại cũng sẽ khiến em nghĩ đến những điều không vui. Em ổn rồi. Em không muốn trốn tránh nữa. Em đến đây là muốn tự mình giải quyết hết mọi chuyện. Việc này xảy ra cũng là một phần lỗi ở em. Em không thể đứng ở ngoài nhìn mãi được. Em đừng có áy náy nữa. Chuyện này anh có thể giải quyết được. Em không tới đây để xin phép anh. Một là anh để em cùng làm việc với anh. Hai là anh chỉ có một lựa chọn thôi. Em khác thật rồi Phương. Em vẫn sợ anh hả? Tại sao anh lại ở đây? Vậy là anh không được ở đây sao? Anh tiến gần tới em, thì em lùi lại. Anh đứng ở xa nhìn em, thì em né tránh mắt của anh. Tại sao? Tại vì hôm đó hả? Hôm đó là vì anh muốn thực hiện lời hứa nhưng mà anh chưa làm được. Nhưng mà em lại nghĩ anh muốn hại em. Em có biết em làm như thế là anh đau lòng mà tổn thương tới mức nào không hả Vương? Nhưng thật sự hôm đó anh đã làm em rất sợ. Mạnh Dũng, em không biết là anh đang định làm gì, nhưng anh đang không ổn lắm đâu. Không ổn thế nào? Xin lỗi, em nghĩ bây giờ không phải lúc để nói chuyện. Em đi trước đây. Em tính gọi cho ai? Công an? Hay là gọi cho Huy Hoàng tiếp? Đưa điện thoại đây anh gọi cho. Đưa điện thoại đây anh gọi cho. Em bảo đưa đây anh gọi. Anh đừng làm như vậy mà. Anh xin lỗi. Chúng ta không thể chia tay nhau một cách đàng hoàng được sao? Lúc em cần anh nhất, anh không ở bên cạnh em. Khi em gặp cảm dỗ thì anh lại càng đẩy em ra xa hơn. Chuyện gì anh cũng chị Thùy Vân. Anh với cả chị Thùy Vân không có một cái gì hết. Nếu em không vừa ý cái gì, ấm mức cái gì thì em phải nói cho anh biết chứ. Em có nói, nhưng anh có nghe không? Em thừa nhận em thích anh ấy, em rung động với anh ấy rồi. Xin lỗi anh. Hai người đã ngủ với nhau rồi. Không có. Vậy tại sao hôm đó anh thừa nhận với anh? Trong đầu anh đã luôn luôn suy nghĩ rằng em và Huy Hoàng gian díu với nhau rồi. Thì dù em có nói bất cứ điều gì chăng nữa anh cũng không tin. Vậy thì bây giờ anh chọn cách tha thứ cho em đi sao? Em không để tiếp tục yêu anh nữa. Chị Thi, chuyện gì? Sao giờ này anh Hoàng chưa tới nữa?
Có khi nào vì chuyện của chị Phương Mạnh Hoàng bị đuổi không? Em nghe đồn là... Ai đồn? Có chứng cứ gì không? Không có chứng cứ đừng có đồn bậy bạ. Đừng có nhiều chuyện biết không? À, dạ. Vậy đâu phải là nhiều chuyện. Buổi họp báo quan trọng như thế mà anh ta tự ý bỏ đi. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ đuổi nhân viên như vậy thôi. Anh còn dám nói vậy nữa hả? Giám đốc Hoàng bỏ đi giữa cuộc họp là vì ai? Vì chuyện gì? Anh là người hiểu rõ nhất mà. Còn đứng đây nói chuyện vô tình như vậy nữa. Anh làm như không liên quan tới anh gì đó. Đúng. Chuyện đó liên quan tới tôi. Nhưng mà liên quan gì tới anh ta? Tôi đưa Phương đi chơi. Tự nhiên anh ta chạy theo phá đám làm gì? Đi chơi. Tôi gặp nhiều người mặt dày lắm rồi á. Mày mặt dày như anh là người đầu tiên đó. Giám đốc Hoàng mà không xuất hiện á, không biết ông Phương sẽ ra chuyện gì luôn đó. Chuyện gì là chuyện gì? Chuyện gì anh phải tự biết chứ. Không biết chuyện anh hại con Phương tới đâu luôn đó. Tôi hại Phương hả? Thì sao cô không nghĩ cô mới là người hại Phương ra nông nỗi này đi? Tôi? Hại Phương? Đúng, là cô đó. Trước kia Phương rất hiền lành. Từ khi sống với cô, tiếp xúc với lối sống lộn xộn bừa bãi của cô mới thành ra có chuyện ngoại tình. Đều là tại cô hết. Dung, mày đừng có quá đáng. Không được bắt nạt bạn gái của anh. Không ai có quyền xúc phạm cô ấy. Mày xin lỗi ngay. Anh với cả Khả Thi quen nhau ấy hả? Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đó là chuyện buồn cười nhất mà tôi từng nghe đó. Anh nghiêm túc, không được xúc phạm bạn gái của anh. Xin lỗi ngay. Tắc lực. Anh đừng làm vậy mà. Tình cảm 3 năm của chúng ta, đáng lẽ ra anh phải là người em tin tưởng nhất, gần gũi nhất. Vậy mà em coi anh như một thằng biến thái. Bám theo em là sao? Em muốn giữ khoảng cách với anh, bởi vì em không muốn cho anh thêm bất cứ một tia hy vọng không cần thiết nào. Hy vọng? Hy vọng hả? Bây giờ em muốn biết anh hy vọng gì không? Bây giờ anh chỉ muốn ở bên cạnh em. Vậy cũng không được à? Vậy bây giờ rốt cuộc anh đang muốn đưa em đi đâu? Không phải là em muốn đi tắm suối nóng Bình Châu à? Anh mua xe rồi. Bây giờ em ngồi trong xe, em cảm thấy thoải mái chứ. Đi, tụi mình đi tắm suối nước nóng. Em làm gì vậy? Em tính đi đâu? Buông ra! Tại sao em đối xử với anh như vậy? Anh chỉ muốn dẫn em đi tắm suối nước nóng mà em từng muốn mà. Tôi dù có muốn đi suối nước nóng cũng không phải bây giờ. Anh làm như vậy là đang ép buộc tôi. Ép buộc tôi? Em đổi cách xưng hô tại vì tên khốn nạn đó hả? Anh đã dẫn em tới nơi rồi, em có muốn đi đâu nữa? Tôi không muốn, buông tôi ra. Anh đừng như vậy nữa. Buông ra. Em bình tĩnh lại đi. Buông cô ra. Buông à? Em gọi cho hắn ta, anh đưa em đi chơi thôi mà. Sao em gọi cầu cứu hắn ta làm gì? Anh mở miệng ra nói anh yêu Phương, anh xem anh làm cô sợ như thế nào kìa. Anh tránh ra. Tôi cảnh cáo anh, anh không dừng lại, tôi báo công an đó. Báo công an hả? Được, báo đi. Sẵn tiện có buổi họp báo cho mọi người biết tình cảm của hai người như thế nào. Giám đốc Quỹ Đầu Tư nổi tiếng là một tên khốn nạn, đi phá hoại tình cảm của người khác. VEON phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.